Ok, xin chào tất cả các anh chị đã đến với kênh YouTube của Nhật Hoài Trader. Nhật Hoài đã quay trở lại rồi đây. Đây là video phân tích vàng Forex chứng khoán Mỹ và Việt Nam cộng với cryptocurrency theo Bofferman Production. Tuần này chúng ta khởi đầu một cái năm giao dịch mới anh chị ha. Và ngay cái tuần khởi đầu này chúng ta đã có rất là nhiều những cái thiết lập giao dịch mới trên cả thị trường Forex, thị trường vàng cũng như là thị trường crypto, và đặc biệt là đánh dấu một cái sự khởi đầu của một con sóng mạnh mẽ của thị trường cryptocurrency, khởi đầu với con sóng của Bitcoin. Đấy, đây sẽ là một video rất là thú vị và rất là nhiều cái Hoài muốn chia sẻ cho anh chị trong cái video này. Chúng ta cùng đi vào video thôi. Trước khi đi vào phân tích thị trường đầu tiên, Hoài xin thông báo cho anh chị đó là cái quyển sách Forex Production Scalping của tác giả Bofferman hiện đã có bản tái bản lần thứ nhất. Thì cái bản tái bản này là Hoài đã chỉnh sửa một chút xíu về những cái lỗi chính tả trong cái quyển sách cũng như là cái hình thức của sách được cứng cáp hơn, đẹp hơn, và cái quyển sách nó được in một cách chỉnh chu hơn và hoàn thiện hơn. Nếu anh chị quan tâm quyển sách này, mình có thể đặt link đặt sách ở trang web là candlebooks.vn chị ha, hoặc có thể nhắn trên fanpage Candlebooks trên Facebook là để mà anh chị có thể đặt sách miễn phí ship toàn quốc anh chị ha. Ok, như thường lệ chúng ta cùng sẽ khởi đầu với thị trường vàng, và Hoài luôn khởi đầu bằng cách là đánh giá cái bức tranh toàn cảnh, hay còn gọi là cái bối cảnh hay là xu hướng của cái thị trường đó. Ở đây chúng ta thấy giá nằm bên dưới đường trung bình đúng không ạ, và đường trung bình cũng đang hơi có thiên hướng là dốc xuống. Như vậy chúng ta có quyền đúng không ạ, có quyền nhận định rằng vàng đã bước vào một cái xu hướng giảm rồi. Và thực ra cái xu hướng giảm này nó cũng đã mon men khởi đầu từ cái thời điểm khoảng ngày 10 tháng 1 rồi anh chị ha. Vì sao? Vì tại thời điểm này là chúng ta đã có một cái nhiều thanh nến đóng cửa bên dưới đường trung bình. Nhưng mà thị trường nó vẫn ngập ngừng, nó không tạo ra một cái xu hướng giảm một cách rõ ràng, bởi vì nó đang tạo ra một cái vùng phạm vi đi ngang. Đấy. Thì tới thời điểm hiện tại chúng ta thấy giá nó đã break out khỏi cái vùng phạm vi rồi. Đó. Nhưng dĩ nhiên là chúng ta sẽ không thực hiện bán ngay tại cái cú break out xuống này. Bởi vì cái cú break out xuống này nó bị đâm thẳng xuống cái đường biên dưới của cái vùng phạm vi. Và nếu mà giả dụ cái đường biên dưới của vùng phạm vi nó nằm ngay phía trên này, nằm ngay phía trên, thì cái cú break out này nó đồng thời xảy ra đồng thời với cú break out của cái đường biên, thì lúc đó chúng ta mới nên thực hiện. Nhưng rất tiếc cái đường biên của chúng ta lại nằm ở bên dưới, thì sau khi nó phá vỡ rồi nó mới đụng lại một cái kháng cự nữa, đụng một cái bức tường nữa, thì lúc đó cái năng lượng của cái cú break out nó sẽ bị giảm đi nhanh chóng, và cái mà chúng ta thấy sẽ là một cái cú hồi trở về đó. Thì đây là lúc mà nếu mà anh chị sell ngay đây là anh chị đang sell ngay đáy rồi đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta dĩ nhiên nó hoàn toàn không thể nào mà biết 100% được là cú phá vỡ nào nó sẽ là phá vỡ thật và cú phá vỡ nào nó sẽ là giả, nhưng chúng ta có khả năng chúng ta giảm cái xác suất bắt trúng cái cú phá vỡ giả đi rất là nhiều, chỉ bằng cái việc là chúng ta entry ngay tại thời điểm giá vừa thoát ra khỏi một cái đoạn nén. Ở đây chúng ta thấy giá phá vỡ cái đường biên mà không có cái đoạn nén nào, hoặc là cái đoạn nén nó nằm ở phía trên, nó không nằm sát so với cái đường biên, thì chúng ta bỏ qua là chúng ta tránh được một phá vỡ giả rồi. Đó, và anh chị càng tránh được nhiều lệnh thua thì tài khoản của anh chị nó sẽ càng cảm ơn anh chị nhiều. Vì sao? Vì anh chị ít thua thì anh chị sẽ dễ thắng hơn, đúng không ạ? Vì anh chị càng thua thì những cái lệnh thắng của anh chị, những cái lợi nhuận của anh chị nó bị bù hết cho những cái lệnh thua rồi, thì còn lại nó không còn nhiều hết. Giả sử nếu mà anh chị thua ít hơn thì những lệnh thắng nó sẽ khiến cho tài khoản của anh chị nó tăng trưởng. Đó, cơ bản là như vậy. Ok, thì khi giá phá vỡ khỏi cái đường biên này chúng ta không trade, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể trade khi giá phá vỡ thêm một lần nữa, giống như là một cái lần khẳng định lại xu hướng đã chuyển sang giảm rồi và cái xu hướng này nó muốn tiếp tục. Đó, thì ở đây chúng ta chỉ cần chờ giá nén thêm một nến nữa, và khi nó giảm rớt xuống trở lại là chúng ta có thể sell được, và đây gọi là thiết lập ARB. Đó là khi giá phá vỡ khỏi một cái vùng phạm vi nhưng chúng ta không có giao dịch ngay, chúng ta chờ một cái cú hồi về, rồi khi giá phá vỡ thêm một lần nữa chúng ta mới giao dịch theo. Thì cái cú phá vỡ lần thứ hai này nó sẽ mạnh mẽ hơn và nó kích hoạt một con sóng giảm mạnh hơn. Đó chính là vàng. Chúng ta nói tới về dầu. Dầu thì cái vùng phạm vi nó kéo rất là dài rồi anh chị. Từ 9 tháng 11 cho tới nay là cái vùng phạm vi này nó kéo tới gần cả trăm ngày rồi anh chị ha, 3 tháng trời rồi. Nhưng mà cũng đừng vì vậy mà chúng ta vội vàng entry ngay khi giá break out lên tại thời điểm này, không nên. Vì sao? Bởi vì chúng ta thấy giá nó vẫn còn rất là lơ lửng và đường EMA nó vẫn còn cách xa so với giá, nó vẫn còn nhiều cái khoảng trống bên dưới nè. Tốt hơn là chúng ta nên chờ một cái đoạn nén chặt hơn. Và khi giá break out thì cái cú break out nó sẽ rất là chất lượng, và lúc đó chúng ta sẽ có một cái điểm stop loss rất phù hợp ngay bên dưới cái đoạn nén thôi, hoặc là thậm chí ngay dưới cái đáy của thanh nến thôi.
không cần thiết phải đặt xa hơn. Và với stop loss chặt, anh chị có thể vào lệnh với một cái khối lượng lot lớn hơn, cùng với một cái risk, cùng với một cái rủi ro, giả dụ là 1% tài khoản đi. Thì khi mà anh chị tìm được một cái stop loss chặt hơn thì anh chị được vào số lượng lot lớn hơn, và khi giá tăng thì chúng ta có một cái số lợi nhuận cao hơn nhiều. ACF đây, giá đã cũng giống với cái bối cảnh của vàng, nhưng mà nó ngược lại thôi anh chị. Ở đây sao thay vì phá xuống dưới thì nó lại phá lên trên và không hề có một đoạn nén nào hết, nó đi thẳng từ dưới lên trên. Thì cái cú breakout này rất là dễ bị thất bại. Thì khi nó lên tới đây là nó đã đuối sức và nó gặp những cái lượng cung, đúng không ạ? Nó gặp những cái seller phía trên bán xuống từ cái vùng kháng cự này nè. Có rất nhiều seller đang cầm hàng ở đây để mà chờ giá lên để bán xuống. Đó, cho nên khi giá lên đụng tới này nó rất có khả năng bị đạp xuống. Thay vào đó chúng ta đợi giá nó rớt xuống trở lại, nén thêm một khúc nữa và khi giá breakout lên chúng ta mua. Đó là cách cho chúng ta trade. AG cũng vậy anh chị, anh chị có thể chọn một trong hai A, CHF hoặc là AG. Nó cho thấy một cái sự tăng trưởng của đồng đô Úc. Nhưng mà chúng ta quan trọng là chúng ta ghép với đồng nào, ghép với CHF hay là ghép với Yên. Nào cũng được hết, bởi vì cả hai đều là hai đồng tiền yếu ớt trong cái nhóm G7 ở hiện tại. Thì cái thiết lập nào tới trước anh chị có thể vào trước cũng được, và mình bỏ qua cái thiết lập của cái cặp còn lại. Đó. Thì anh chị muốn chơi mà nặng đô hơn nữa thì khi cái kèo đầu tiên anh chị vào rồi, anh chị giờ stop loss lên được hòa vốn rồi, thì anh chị vào thêm cái kèo thứ hai luôn để mình gấp đôi cái rủi ro mình lên, vì mình biết là mình đang thắng mà, đúng không? Mình biết là mình đang đúng. Bởi vì nếu mà không đúng thì anh chị đã không giờ stop loss được tới hòa vốn rồi. Ok, đây cũng tương tự, chúng ta không có entry ngay tại cú breakout này, bởi vì đoạn nén nó chưa được chặt chẽ, rất là lỏng, đúng không? Rất là lỏng. Và chúng ta chờ nó giá giảm trở lại, và khi giá tăng lên, breakout lên trở lại, chúng ta sẽ mua. AU là một giao dịch mà Hoài kéo stop loss được hơn hòa vốn một chút và kết thúc với khoản lợi nhuận rất là bé, không có bao nhiêu hết. Điều này cũng dễ hiểu vì chúng ta đang thấy một sự hồi phục vũ của đồng AUD. Thì cái giao dịch sell AU thì nó sẽ bị cán trailing stop mà thôi, nhưng mà tốt hơn là chúng ta không thua, đúng không? Điều đó là rất là tốt rồi. KG là một cái giao dịch mà anh chị hoàn toàn có thể vào, bởi vì họ đã báo trước trong cái video cách đây 2 tuần rồi anh chị ha. Đây là một cái đoạn nén nằm bên trong một chiếc hộp, và Bob Bowman gọi đó là thiết lập block break, cú phá vỡ khối hoặc là cú phá vỡ hộp. Đấy, cái nào cũng được hết. Cái ý tưởng đơn giản là khi giá breakout khỏi một cái đoạn nén, breakout khỏi một cái khối hành vi giá, đấy, thì nó hoàn toàn có thể kích hoạt một cái con sóng tăng. Cái ý tưởng đơn giản như vậy thôi. Và Nicholas Davas, một nhà giao dịch chứng khoán Mỹ từ thời cách đây vài trăm năm, hơn 100 năm đó chứ, là đã nắm bắt được ý tưởng này rồi. Đó, khi giá breakout khỏi một vùng tích lũy, một cái hộp, thì nó sẽ tăng tiếp, và một cổ phiếu nó lại tiếp tục tích lũy, và khi nó breakout khỏi vùng tích lũy nó sẽ tăng tiếp. Thì cái ý tưởng của Nicholas Davas lại được thể hiện qua những setup của chúng ta, qua cái setup gọi là block break. Đấy. Thì nếu anh chị vào cái trade này, chúng ta đang có một khoản lợi nhuận thôi, chắc phải hơn 1 R một chút, thì stop loss anh chị nên kéo lên ha, kéo lên tới đây. Và chúng ta cứ kéo stop loss khi nào mà giá còn tăng là chúng ta còn kéo stop loss. Với N là một giao dịch thua của Hoài. Khi giá breakout trở lại, đây là một thiết lập ARB anh chị thấy. Cái bối cảnh nó rất là giống với ACF nè, hoặc là AG nè. Đó. Breakout khỏi một cái đoạn nén, khỏi một cái vùng phạm vi mà không có cú nén, thì khi giá quay trở lại ha, giá quay trở lại bên dưới xuống đường biên và breakout lên lại thêm lần nữa, chúng ta sẽ mua. Đó, thì cái thằng N này cũng y chang vậy. Đấy. Đây là cái vùng phạm vi của chúng ta nè. Chúng ta thấy có cú breakout khỏi vùng phạm vi ngay tại vị trí này, nhưng chúng ta không mua ngay đây vì ở đây không có cú nén, và cú nén nó nằm cách xa so với đường biên. Thì thay vào đó chúng ta chờ giá nó hồi trở về, và khi giá breakout lần thứ hai chúng ta sẽ mua. Nhưng đây là một giao dịch thua, là chuyện bình thường, đúng không ạ? Setup nó cũng phải có lúc đúng, có lúc sai. Đó. Và quan trọng là khi mình đúng, mình sẽ đúng với một cái khoản lợi nhuận lớn hơn so với mỗi lần khi mình thua. Khi Hoài thua, Hoài mất chỉ hơn 0.5 R một chút thôi, 0.6 R. Nhưng mà hồi tháng 3, 4, 5 R. Đó, nó sẽ gấp lên nhiều lần như vậy. Thì về dài hạn chúng ta sẽ có lời. Ok. Đây là một giao dịch thua, nhưng mà Hoài đã kịp giờ stop loss và thoát lệnh với 0.6 R thua. Với GG là một cái setup rất là chuẩn luôn. Hoài đã báo trước cái setup SB, cú pháp vào thứ hai này trong cái video cách đây 2 tuần. Và nếu mà anh chị chưa xem cái series của Bob Forman, series scalping á, những thiết lập scalping là những thiết lập mà Hoài đang sử dụng trong cái video này,
và tất cả các khung thời gian luôn. Mặc dù gọi nó là scalping nhưng chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những thiết lập đó trên tất cả các thị trường và tất cả các khung thời gian khác nhau. Thì cú pháp thứ hai nó là một cái ý tưởng giống như là cái mô hình hai đáy anh chị. Đó, cú phá vỡ lần đầu tiên nó sẽ thất bại ngay lần cố gắng tăng lên đầu tiên, nhưng khi tại là cái lần cố gắng tăng lần thứ hai này, nó sẽ kích hoạt cái con sóng tăng. Thì ở đây trong cái ví dụ của GZ này, lần cố gắng tăng đầu tiên của con sóng nằm ngay tại vị trí này, giá nó break out lên đỉnh đến trước nhưng thất bại và nó không tăng được. Thì khi giá nó giảm xuống và break out lên lần thứ hai ngay tại đây thì chúng ta hoàn toàn có thể entry bắt cái cú break out lần thứ hai tại mô hình hai đáy nhỏ này. Ở đây chúng ta thấy giống như một mô hình hai đáy nhỏ ở đây. Đó. Cái trade này đang có 2,9 R và chúng ta giờ stop loss đến khu vực 187,9. Khóa được một phần lợi nhuận là tốt rồi. Nợ cạc là một trade thua nữa chị thấy ha. Chị thấy hoài có rất là thường xuyên có những trade thua, nhưng mà mình chỉ cần giữ những cái lượng thua ở mức nhỏ thôi thì rất khó để mà chúng ta có thể thua về dài hạn. Về dài hạn cái lệnh thắng nó sẽ bù hết những lệnh thua. Đôi khi chỉ cần một lệnh thắng thôi là bù hết 3 4 5 lệnh thua rồi. Nợ cạc hoặc thoát lệnh với 0,7 R thua à, thì cái anh chị thấy cái trend là một cái trend rất là rõ ràng, nhưng chúng ta không thể nào biết được là khi nào cái trend đó nó kết thúc à. Ở đây hồi lấy ví dụ ngay tại thời điểm hồi vào lệnh nè à, nếu mà anh chị không thấy được tương lai, chị thấy rất rõ ràng giá nó có thiên hướng, nó có khả năng nó sẽ đổ sụp xuống hoặc là nó có thể tiếp diễn cái xu hướng giảm này, nhìn rất là rõ đúng không ạ. Ngay cả đường EMA nó cũng đang dốc xuống, nhưng ai biết được nó đảo chiều ngay tại vị trí này luôn. Chúng ta đành phải chấp nhận thôi. Ok, đó là thị trường Forex. Phải nói về thị trường chứng khoán Mỹ ha. Thì chứng khoán Mỹ chúng ta đã có được một số thành công nhất định với những cái cổ phiếu. Thường là phần lớn là những cái cổ phiếu thông dụng. Tất cả những cổ phiếu hoặc phân tích đều có trên sàn Xnet. Anh chị hoàn toàn có thể trade những cái cổ phiếu này. Ok, với chỉ số Nasdaq chúng ta thấy đường EMA 10 vẫn đang dốc lên, EMA 20 vẫn 21 vẫn đang dốc lên, giá vẫn nằm bên trên đường 2 đường EMA này. Đó là một dấu hiệu rất là tốt cho thấy cái xu hướng tăng vẫn còn khả năng tiếp diễn. Đấy, vẫn có khả năng tiếp diễn. Mặc dù là có một cái cú check out nhẹ ngay tại thời điểm khoảng vào ngày 13 tháng 2, cái cú này là cái lúc mà cái tin CPI là tin lạm phát anh chị hay lạm phát của Mỹ nó check xuống khiến cho một vài cái trade của Hoài bị dừng lỗ. À, nhưng mà ngay sau đó giá đã tăng trở lại. Nó cho thấy đây giống như là một cái tín hiệu cú nhảy mèo thôi, nó giống như là nó hù nhữ thôi chứ không phải là thật, và giá hoàn toàn có thể tiếp diễn cái xu hướng tăng này. Đây, một vài cổ phiếu chúng ta sẽ nhắm tới, đây là mua cổ phiếu Broadcom nè, AVGO, mô hình thiết lập RB, cú phá vỡ vùng phạm vi. Và anh chị để ý cái hành vi giá trong cái vùng phạm vi này nó giống cái mô hình gì ạ? Mô hình cốc tay cầm đúng không ạ? Đấy, mô hình cốc tay cầm. Nhưng mà đúng hơn gọi là mô hình VCP. Bởi vì họ muốn thấy giá có một cái đường cong nữa. Một cái lần điều chỉnh một lần nữa, và lúc mà giá nó tăng trở lại thì chúng ta sẽ mua ngay từ vị trí bên tay phải này. Ở đây. Tại sao chúng ta không muốn mua ngay lúc mà khi giá break out lên ở hiện tại? Bởi vì cái đoạn nén nó vẫn còn chưa chặt và cái stop loss nó cũng còn hơi rộng, họ sẽ cần giá nó nén thêm một chút nữa, và khi giá break out là chúng ta sẽ mua. Into thì cái cổ phiếu này họ bán 1/4 khi giá đang tăng khoảng chừng được hơn 2 R một chút, và phần còn lại thì cán stop loss hòa vốn ngay tại cái lần mà tin CPI vào ngày thứ ba. Thì cái cổ phiếu này là khả năng cao là nó sẽ cần nhiều thời gian hơn để nó tích lũy thì mình bỏ qua. Netflix cũng khá là tiếc ha, cổ phiếu này hồi giờ stop loss được hơn một chút xíu rồi giá quay trở lại cán, đành phải chấp nhận thôi anh chị ha, đành phải chấp nhận. GE này là một cái big win rất tốt, hồi bán 1/2 ngay tại 3,7 R và 1/2 còn lại đang có 5,8 R lợi nhuận. Stop loss mới nhất nằm ai vị trí này, chúng ta dời stop loss cứ theo cái đà tăng trưởng của giá mà dời lên. Đấy. Và giá hoàn toàn có thể tăng tiếp, hồi đâu có biết được là nó tăng được tới đâu, cho nên là cái điều tốt nhất chúng ta có thể làm là dời stop loss theo cái đà tăng của nó. JBM đây là một cái cổ phiếu rất khó chịu mà hồi đã entry tới lần thứ tư rồi mới mong là bắt được cái con sóng tăng tiếp theo của nó. Lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba, là ba lần, ba cái entry đầu tiên có hai trade là hòa vốn, một trade thua, và tới lần thứ tư này
may ra có khả năng là sẽ trở thành một cái trời thắng. Tất cả chúng ta đều phải chấp nhận cái sự thật này, đúng không? Đó là không phải cái trade nào chúng ta vào sẽ là trade thắng, và anh chị hoàn toàn có thể thua 3 4 lệnh liên tiếp bình thường. Nhưng cái mà chúng ta cần phải làm đó là khi mà cái lệnh thắng tới, anh chị phải bắt được. Anh chị không được bỏ qua, đúng không? Vì mình bỏ qua mình có thể lỡ một cái lệnh thắng, và mình lỡ một cái lệnh thắng tức là mình không kéo lại được những cái lệnh thua trước đó. Điều quan trọng là mình phải vào hết. Cái nào mà đúng cái thỏa mãn cái điều kiện của chúng ta, setup của chúng ta thì chúng ta phải vào bắt buộc. Bởi vì mình không bao giờ biết được là trade nào sẽ là thắng, trade nào sẽ là thua, anh chị, mình không có quyền lựa chọn. Và cảm giác này mà nếu mà anh chị bỏ qua một cái trade mà nó trở thành một cái trade thắng lớn nữa chẳng hạn, nó sẽ tiếc nuối vô cùng. Thậm chí nó còn tiếc nuối hơn là chúng ta bị thua một cái lệnh nữa. Vì sao? Vì mình biết mình thấy cái setup đó nhưng mình không vào và nó trở thành một cái lệnh win. Thì cái lỗi ở đây chỉ đơn giản là mình không có tin tưởng vào cái hệ thống của mình mà thôi. Đó. Và cái sự không tin tưởng đó chính là cái thứ mà khiến trader thất bại rất là nhiều. Họ có mặt những lúc lệnh thua xuất hiện, nhưng mà lúc mà lệnh thắng xuất hiện họ lại không có mặt ở đó. Vì sao? Vì họ đã mất cái niềm tin vào cái hệ thống, họ bỏ rồi. Đó. Với giao dịch này họ chưa giờ stop loss được anh chị ạ. Vẫn chưa được, chưa có vị trí nào để dời cả. Thôi thì tạm thời mình cứ đợi nó như vậy ha. Đang có 0.5R, 0.6R lợi nhuận, chưa có bao nhiêu cả, mà cứ chờ xem. Đây là một cái trade thua của Hoài vào ngày mà thứ ba, là đúng ngày thứ ba, là ngay cái tin CPI là giá nó sụt xuống rất là mạnh. Đó. Cắn một vài cái stop loss của Hoài liên tiếp, thoát lệnh với 0.5R thua. Cổ phiếu này có khả năng là nó sẽ giảm luôn rồi, nó không có đủ cái đà tăng của nó nữa, không có đủ sức nữa. Đây, một kèo rất đẹp, một kèo rất đẹp mà anh chị có thể chờ trong tuần tới, cổ phiếu AMD. Thiết lập là block break, mình có thể gọi là range break hay là cái gì cũng được, miễn sao khi giá break out anh chị entry là được. Nén một chút nữa và khi giá break out chúng ta sẽ mua. Nó có thể break out sớm hơn một chút anh chị ha, không phải nhất thiết phải đến đúng cái ngày này nó mới break out, phải vẽ minh họa ở đây thôi. Mình bởi vì họ không thể nào biết được là ngày nào nó break out. Thì bây giờ nén nó cũng đủ chặt rồi. Nếu mà break lên ngay bây giờ anh chị cũng thể mua ngay cũng được. FTNT cũng là cổ phiếu mình có thể theo dõi trong cái tuần tới ha. Mình chờ nó nén một vài nến nữa ha. Và khi giá break out chúng ta sẽ mua. Costco. Đấy, Costco là một cổ phiếu mà Hoài cũng đã có một cái thành công nhất định với nó. Cái thời điểm khoảng Giáng sinh năm ngoái. Bắt được cái sóng tăng của nó bên trái rất là tốt. Mặc dù cũng bán khá là nhiều trên cái con đường giá tăng, nhưng mà về cuối cùng chúng ta đã có một cái khoản lợi nhuận tốt. Ok, bây giờ chúng ta thấy giá đang nén bên trong một chiếc hộp nhỏ. Như vậy chúng ta gọi đây là thiết lập block break, đúng không ạ? Chờ nó nén một vài nến nữa đi. Rồi khi giá break out chúng ta sẽ mua. Ok, đó là chứng khoán Mỹ. Chúng ta nói về chứng khoán Việt Nam nha. Ở Việt Nam, Hoài tin là rất nhiều anh chị đang trải qua một cái đợt thắng với thị trường chứng khoán Việt Nam. Vì cái chỉ số nó tăng liên tục như thế này thì mình mua cổ phiếu, đặc biệt là nếu mình lựa ra những cái cổ phiếu khỏe bằng một cái bộ lọc cổ phiếu nào đó, thì mình hoàn toàn có thể có một sự tăng trưởng tài khoản. Với cái chỉ số trung bình nó tăng 8% thì cái tài khoản của chị có thể tăng tương đương với như vậy hoặc là thậm chí là hơn. Đấy, chỉ số rất tốt, đúng không ạ? Giá nằm bên trên đường EMA21 và đang tăng, không có gì để lo cả. Cổ phiếu HHS đã bán 1/2 tại 4.3R, bây giờ đang gồng tiếp ha, đang có 6.14R cho nửa cái lệnh còn lại. MST trade đầu tiên thua, trade thứ hai chúng ta chờ ha, và khi giá break out chúng ta có thể mua. Họ đặt sẵn cho các anh chị cái điểm mua, điểm stop loss luôn rồi, 6.400, 6.200. Nếu giá break out mình mua. DG rất tốt, không có gì lo cả, giá chạm vào đường EMA rồi bật lên, đó là cái vị trí hợp lý để chúng ta có thể dời stop loss cao hơn. Đấy. Như vậy chúng ta đã khóa được gần hết, giảm được gần hết cái rủi ro rồi. Bây giờ nếu mà giá giảm xuống chúng ta chỉ thua một chút thôi, chưa có thua có 0.2, cùng lắm là 0.3 rồi cộng thêm phí. Chúng ta cùng chờ xem cổ phiếu này có thể tăng được hay không. HCM họ chốt 1/2 tại 2.2R rồi.
và vẫn đang giữ 1/2 còn lại với cái stop loss ở vị trí là 26.400. KSB chưa có điểm entry anh chị, cái đường kháng cự của nó quanh khu vực này, và cái cú breakout ở đây chúng ta vẫn chưa chấp nhận được bởi vì nó đâm thẳng từ dưới lên, không có đoạn nén. Bây giờ mình có thể chờ nó hồi xuống một chút nữa và khi giá breakout trở lại chúng ta có thể mua. Đây cũng gọi là thiết lập ARB luôn. Ngân hàng BIDV chờ nén một vài nến nữa thôi là đủ rồi, đúng không? Một vài nến nữa thôi và khi giá breakout chúng ta có thể mua được. NTL breakout lên quanh mức là 31.700 là anh chị có thể entry ngay được rồi. Đây là thiết lập ARB này, giá phá vỡ vùng phạm vi tại vị trí này không có đoạn nén, rồi sau đó nó hồi trở về, nó hồi trở về và ghi giá phá vỡ lần thứ hai, phá vỡ thêm một lần nữa chúng ta hoàn toàn có thể entry. BFC khi mà thị trường mở cửa vào ngày thứ hai anh chị có thể entry ngay lập tức luôn cũng được, bởi vì giá nó đã phá vỡ khỏi cái block, cái khối hành vi giá quanh khu vực này rồi, không có lý do gì chúng ta đứng ngoài nữa. Vàng bạc đá quý ha, đầu năm chúng ta trade một cái cổ phiếu công ty vàng bạc đá quý cho nó hên, đúng không ạ? PNG chờ một vài đoạn nến, đoạn nén breakout mua thiết lập BB. Rồi chúng ta còn một cái thị trường nữa là thị trường crypto, luôn luôn là thị trường mà Hoài ưa thích bởi vì nó luôn rất là thường xuyên đem lại những cái Bitcoin cho Hoài, đặc biệt là Bitcoin. Đấy, những Bitcoin một khi nó bắt được cái sóng tăng của nó thôi là 3R, 5R trở lên như bình thường. Đấy, rất đẹp. Cái trade này Hoài đang có 5.65R và Hoài chưa bán một phần nào cả anh chị ha, chưa bán một phần lợi nào hết, cứ gồng. Và chúng ta sẽ dời stop loss cao hơn, stop hiện tại của Hoài quanh khu vực này. Bây giờ chưa có lý do dời cao hơn anh chị, vì những thanh nến nhỏ này nó rất là nhiễu và nó hoàn toàn có thể sụt xuống rồi tăng lên, rồi sụt xuống tăng lên bình thường đó. Và chúng ta dời sát quá thì nó sẽ cắt stop loss của anh chị, rồi nó lại có khả năng nó sẽ tăng tiếp chẳng hạn đó, rất là uổng, khi đó rất uổng thì mình cứ để stop loss sai vậy, còn khi nào nó giảm mạnh hơn thì chúng ta sẽ dời. Ok, thị trường Ethereum Classic, hồi không có entry được Ethereum thì Hoài sẽ tìm một cái cổ phiếu, một cái đồng coin nào đó thay thế cho Ethereum. Đó là Ethereum Classic. Điểm entry của Hoài quanh 26.5, 26.49 và lúc này đang hòa vốn, chưa có cái gì mới cả. Stop loss Hoài đã giờ gần sát rồi, quanh 26.06. Và nếu cái trade này cắt xuống ha, nếu giá giảm xuống thì Hoài thoát lệnh với 0.3 rồi, thua lỗ rất là bé. Ok. Trên đây là cái video Hoài nói về thị trường, tất cả thị trường mà Hoài đang giao dịch. Anh chị đừng quên ha, tham gia vào cái kênh Telegram, Hoài để link ở phần mô tả comment đầu tiên, đọc những chia sẻ nhận định của Hoài và download những cái slide tài liệu miễn phí mà Hoài đăng trong này. Đấy, những cái file PDF nè, là tất cả những cái slide tài liệu gồm cả code của những cái hệ thống giao dịch nữa. Anh chị có thể tham gia vào kênh này để tải những cái tài liệu đó nha. Ok, cảm ơn anh chị xem video của Nhật Hoài. Xin chào và hẹn gặp lại.